Cô muốn tôi xử lý ai? Con này. Oh no. Ai à? Con nghẻ phết nhở? Thế có tiền chưa? Xong việc sẽ thử thêm. Ok, sẽ nhanh thôi. Tỉnh rồi đấy à? Mày có thích đường không? Mày bắt đầu lại hội chứng thiên đòn à? Hả? Mày có giỏi thì mày đánh tao đi. Chỉ có đàn bà thì mày đánh nhau thôi. Nope. Alo, em về chưa? Nó đang trong tay tôi. Ai cầm điện thoại của người yêu tôi đấy? Nếu muốn cứu mạng nó thì ông mang 10 triệu đô này cho tôi. Alo. Oh no. Alo cha, người yêu tôi bị bắt cóc rồi. Bà đến ngay đây đi. Mình sắp giàu to rồi. Tiền ơi, thằng yêu tôi ra. Đưa tiền trước đây. Tiền ơi. Nope. Em có sao không? Đi thôi. Anh vào hỗ trợ nhá. Oh no. Aha. No.
Đâu? Mày chạy đi đâu? Oh no. Nope.